Tử vi tuổi Quý Hợi 1983, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Quý Hợi đều là những người khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, cho nên họ có rất nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi và được nhiều người yêu quý, tôn trọng. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Quý Hợi luôn luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người xung quanh. Họ giỏi kiếm tiền và có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Họ coi trọng danh dự, phẩm chất và chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, mỗi khi đảm nhiệm một công việc, trọng trách nào đó, tuổi Quý Hợi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt. Có một số tuổi Quý Hợi tuy bề ngoài lạnh lùng, trầm tư, nhưng họ lại có một trái tim giàu tình cảm. Khi yêu, người tuổi Hợi mệnh thủy sẵn sàng hy sinh tất cả để khiến người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của cô chú tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Quý Hợi trong 6 tháng cuối năm 2021, vận trình của tuổi Quý Hợi trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của cô chú tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Tử vi nửa cuối 2021 cho thấy cô chú tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức trong thời gian này. Cơ hội phát triển tăng lên đi kèm là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý của cô chú phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động có thể xảy tới, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi. Cô chú đừng quá lo lắng, phận quý nhân trong thời gian này của cô chú khá vượng. Dù tình huống có khó khăn đến đâu, rồi cũng sẽ nhận được sự tương trợ và chỉ đường dẫn lối kịp thời để khơi thông bế tắc. Ngoài ra, trong thời điểm này, mưu sự dễ thành, gia đạo ấm êm, con cái học hành chăm ngoan giúp cô chú được nhẹ nhàng đầu óc, tâm lý khá thoải mái. Đặc biệt, để hóa giải vận hạn cũng như đón nhiều điều tốt đẹp, thì cô chú tuổi Quý Hợi cần phải mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, từ đó mang cát lành, may mắn, bình an cho cô chú. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của cô chú tuổi Quý Hợi trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi của cô chú tuổi Quý Hợi nửa cuối năm 2021 cho thấy cơ hội phát triển sự nghiệp của cô chú có dấu hiệu tăng lên. Cô chú được giao nhiều trọng trách trong tập thể, được làm công việc yêu thích đúng sở trường, nhờ vậy mà đường tiến thân cũng rộng mở. Lại thêm sự công nhận của cấp trên và tương trợ kịp thời cho những phút khó khăn của quý nhân sẽ giúp chặng đường phía trước của cô chú nhẹ nhàng hơn trong năm nay. Ngày chạm tới mục tiêu của cô chú không còn xa. Tuy nhiên, cô chú không nên sửa dẫm quá nhiều vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác. Chỉ có tự thân cố gắng giành lấy thì cơ hội mới thật sự thuộc về cô chú. Nếu không, dù có giải quyết được hết nhiệm vụ trong tay thì cũng khó tạo ra được đột phá so với đồng nghiệp bên cạnh. Thêm nữa, cơ hội nhiều hơn đồng nghĩa với thách thức và áp lực cũng không nhỏ. Cô chú nên chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với mọi điều xảy đến. Những lúc mông lung, cô chú xin đừng ngần ngại hỏi xin góp ý từ những người đi trước.
Ngoài ra, cô chú cần mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để tăng cường may mắn, chiếu cát lành và tài lộc. Đặc biệt khi sử dụng vòng, cô chú sẽ luôn được quý nhân che chở và tương trợ công việc hành thông, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tài vận của cô chú trong nửa cuối năm ở mức bình ổn, có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Tuy có một số cơ hội đầu tư quý nhân mang tới, nhưng lợi nhuận tính về lâu dài, nên dù hiện tại chưa thu hoạch như mong muốn, nhưng cô chú chớ nên nản lòng quá sớm. Hãy cứ chờ đợi thêm, rồi cô chú sẽ thu về xứng đáng. Ngoài ra, cô chú cũng có thể chủ động tìm một số công việc tay trái hay làm thêm lúc rảnh để tăng thu nhập. Việc chi tiêu hàng ngày cũng cần cô chú có kế hoạch cụ thể và quản lý tiền bạc chặt chẽ. Có như vậy mới có thể tích lũy được khoản tiền không hề nhỏ. Để nắm bắt được cơ hội tốt trong nửa cuối năm Tân Sửu, cô chú tuổi Quý Hợi hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp cô chú xua đuổi những vận xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong thời gian này. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Dù không được đào hoa chiếu mệnh, nhưng đường tình duyên của cô chú tuổi Quý Hợi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu vẫn đang tiến triển hết sức bình ổn, hạnh phúc được đảm bảo. Cô tuổi Quý Hợi đang độc thân, vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho mình, sẽ có nhiều cơ hội tình cảm hơn khi mối quan hệ được mở rộng, làm quen hoặc giới thiệu với nhiều người tiềm năng. Đây là lúc cô cần chủ động và mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc nếu cảm thấy có thiện cảm với ai đó. Còn nếu vẫn giữ thái độ bị động thì sẽ rất khó thay đổi hiện trạng. Chú tuổi Quý Hợi cũng cần chủ động và chứng tỏ thành ý của mình nhiều hơn. Cơ hội sẵn có, nếu như không biết nắm bắt thì cuối cùng chỉ biết trách chính chú, chứ không phải do số phận. Còn với cô chú đã có gia đình thì thời gian này cô chú biết cách vun vén hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng, cùng chăm lo và nuôi dạy con cái. Không khí gia đình đầm ấm, hòa hợp, đôi lúc có xảy ra khúc mắc cũng nhanh chóng được hòa giải nhờ sự sẻ chia và bao dung của cả hai. Ngoài ra, để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Quý Hợi hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những cô chú đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi nửa cuối năm 2021 có nói rằng cô chú tuổi Quý Hợi không gặp nguy hại lớn nào về sức khỏe. Dù có thì cũng chỉ là bệnh vặt theo mùa, sẽ được chữa trị kịp thời. Tất nhiên, cô chú cũng cần chú ý rèn luyện thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Những cô chú làm văn phòng do tính chất công việc ngồi nhiều nên có dấu hiệu ê mỏi cơ, đau vai gáy. Cho nên cô chú cần thường xuyên vận động nhẹ và tập các môn thể thao như yoga, đi bộ, chạy bộ để gân cốt linh hoạt. Ngoài ra, còn có điềm báo họa huyết quang, tai nạn xe cộ luôn rình rập. Cô chú tuổi Quý Hợi làm gì cũng phải thận trọng. Nhất là những cô chú làm trong các lĩnh vực liên quan đến cơ khí, máy móc, giao thông. Để có thể mọi chuyện được bình an, cô chú tuổi Quý Hợi hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp cô chú xua đuổi hung tinh, vận hạn trong thời điểm này. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú tuổi Quý Hợi trong thời gian sắp tới. Quý vị thân mến, trên đây là phần trình cụ thể của cô chú tuổi Quý Hợi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người cùng tìm hiểu khung cát từng tháng của cô chú qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Theo tử vi tháng 7 âm lịch có cho thấy cô chú tuổi Quý Hợi sẽ có một tháng bận rộn, tất bật nhưng làm nhiều chưa chắc được hưởng nhiều. Tương hại xuất hiện có dấu hiệu cạnh tranh mạnh, mâu thuẫn, lục đục nội bộ. Thời điểm này cô chú nên tập trung làm tốt công việc của mình. Cô chú tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động cuộc tranh đấu nội bộ kẻo hại thân. May mắn tài lộc của cô chú tuổi Quý Hợi trong tháng có tài tinh chiếu mệnh nhưng mới chỉ khởi sắc ở mức độ vừa phải, chưa thực sự mạnh. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh, buôn bán có phần chững lại, thiếu sự đột phá. Tháng cô hồn, cô chú nên thận trọng đầu tư
kinh doanh, kẻo bị thua lỗ. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Cô chú tuổi Quý Hợi nên chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân trong tháng 8 âm lịch. Do vận khí giảm sút nên tháng này nguy cơ bệnh tật của cô chú sẽ cao hơn. Ban đầu cô chú có thể chỉ thấy cơ thể luôn mệt mỏi, thiếu năng lượng. Nhưng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, cô chú trở nên chủ quan với những tín hiệu bất thường mà cơ thể lên tiếng. Sức khỏe giảm sút cũng kéo theo trạng thái tinh thần của cô chú, khó có sự hăng hái cần thiết khi làm bất cứ việc gì. Đặc biệt là trong công việc, cô chú làm việc như một cỗ máy, mất đi sự hào hứng như trước đó. Cho nên, cô chú cũng không thể bỏ qua việc nuôi dưỡng tinh thần. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, vận trình sức khỏe của cô chú tuổi Quý Hợi vẫn chưa được tốt cho lắm. Cô chú cần chú ý, nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học. Rất có thể sức khỏe suy giảm cũng sẽ kìm hãm sự nghiệp. Cô chú có nhiều tham vọng muốn thực hiện nhưng cơ thể lại không cho phép. Do đó, cô chú thường xuyên cảm thấy bất lực trong tháng này, khiến tâm trạng ngày càng buồn chán. Tài vận của cô chú thời gian này cũng khó mà như ý khi thu nhập không có dấu hiệu tăng. Kiếm tiền khó khăn mà tiêu thì quá dễ dàng. Các khoản chi tiêu tháng này phát sinh nhiều lại có dấu hiệu phá tài, cô chú cần thận trọng. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Sang tháng 10 cũng chính là tháng bản mệnh, cô chú, tuổi Quý Hợi đương đầu thái tuế, vận trình tiềm ẩn nhiều hung hiểm. Do đó, cô chú cần phải luôn nhắc nhở bản thân, làm gì cũng thận trọng, tính toán kỹ càng trước khi hành động. Trong tháng, công việc thì trì trệ, thiếu tính chân chu, lại có điềm báo cạnh tranh, đấu đá và tiểu nhân hãm hại. Dù không có ý tranh giành, bon chen, nhưng cô chú vẫn có thể bị lôi vào cuộc vì cả nể. Cho nên, cô chú cần phải thật thận trọng trong việc tin tưởng những người xung quanh, đề phòng bị đâm lén sau lưng. Ngoài ra, đây cũng không phải là tháng thích hợp cho việc đầu tư, kinh doanh. Cô chú chớ vì cả tin mà bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch, vận trình của cô chú tuổi Quý Hợi có dấu hiệu khởi sắc về tài vận, nên dù công việc vẫn gặp phải khó khăn nhất định, nhưng cô chú cũng được an ủi phần nào. May mắn về tài chính đã giúp cô chú không còn nỗi lo về tiền bạc. Ngoài đến từ thu nhập chính thì còn dựa vào khoản tích lũy lâu dài và biết đầu tư đúng chỗ, việc làm ăn diễn ra suôn sẻ như ý. Bên cạnh đó, dù công việc có trở ngại nhưng cô chú cũng không nên nản chí và sự khởi đầu nan, hãy cứ tin rằng những nỗ lực hiện tại của mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng ở một thời điểm không còn xa. Thứ sáu, tử vi tháng 12 âm lịch. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình tài lộc của cô chú tuổi Quý Hợi vẫn duy trì ở mức vượng phát như tháng trước. Số dư tài khoản ngày càng tăng lên. Đây cũng là tháng cô chú nhận được các khoản tiền thưởng cuối năm nên không phải lo lắng về tiền bạc. Nhờ vậy, chi tiêu sắm Tết khá rủng rỉnh, không phải suy tư nhiều. Ngoài ra, là tháng cận Tết nên khối lượng công việc dồn dập, nhiều kế hoạch cần quyết toán cuối năm, nhưng cô chú vẫn có thể xử lý đâu vào đấy. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Quý Hợi trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn cô chú tuổi Quý Hợi. Trong thời gian 6 tháng cuối năm, chú tuổi Quý Hợi may mắn được sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sau này rất tốt cho những người mệnh mộc. Tuy nhiên, sau này kỵ nhất vào tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi. Tuy nhiên, sau này kỵ nhất vào tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nơi xấu sau lưng. Thời gian này, chú cần chú ý đến hạn thiên tinh. Bởi khi gặp hạn thiên tinh, phải đề phòng ngộ độc, đi ra ngoài, chú cũng cần cẩn trọng, có thể gặp chuyện tai bay, vạ xó, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Còn với cô tuổi Quý Hợi cũng may mắn được sao Mộc Đức. Sao Mộc Đức được coi là phước tinh, mang lại may mắn, an vui, tốt lành, nhất là về hôn sự, gia đạo. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Tuy nhiên, cô vẫn cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Bên cạnh đó, cô cũng cần để ý đến hạn tam kheo. Khi gặp hạn tam kheo thì cô nên đề phòng thương tật ở chân tay,
đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Thứ hai, luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh trong thời điểm này của cô chú tuổi Quý Hợi gồm có sao Thiên Mã báo hiệu dịch chuyển nhiều về cả suy nghĩ cũng như nơi ở, nơi làm việc, và có sao Điếu Khách mang điềm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cung tam hợp thì lại có nhiều sao xấu quy tụ như Tăng Môn, Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư gây hao tán tiền của, cản trở công việc, gây tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tang chế. Cuối cùng là cung xung chiếu thì gồm có các cát tinh Thiên Phúc, Long Trì thúc đẩy nhân duyên tốt, nhưng có các hung tinh Tuần, Triệt, Quan Phù, Thiên Khốc lại báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của cô chú tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật định nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm, theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.